Rồi chào anh em luôn, Night Shop điện tử Anh bên mình giới thiệu với anh em, đây là mẫu 32V nha anh em. Mẫu này sử dụng 32V lưng đồng ha, hai biến áp E55, MSU 3 chế độ, bao gồm 2 giật 1 cáp, 2 chế độ đánh giật 1 chế độ đánh cáp, 2 cung cảm E55 với 8 tụ cao áp, 6 tụ băm nha. Rồi em test chế độ đầu tiên, chế độ đánh lì. Tải quay bóng 2kW nha anh em. Đây, tần số mình đang chỉnh là 80Hz ha. Rồi, chế độ thứ hai anh em mình đánh cáp ha. Cáp thì cá ở độ sâu nổi lên rất là đẹp nha anh em, đặc biệt cái dòng cá trắng nổi rất là đẹp ha, da trơn dễ mềm ha, cá trắng, cá bong bóng rồi đó, cá chép ha, cá lăng, cá ngạch đó, hang cảm E55. Máy này được trang bị hai nắp áp, một nắp áp là anh em mình đi phèn, một nắp áp anh em mình đi nước bình thường ha, ngọt bình thường, còn này là nắp áp bên phèn. Rồi test cho anh em mình chế độ thứ ba, chế độ đánh tổng hợp. Chế độ đánh tổng hợp này thì rất là căng bóng nha anh em. Đây. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình 0977887030. Giá của em này là 5,5 triệu nha anh em, bao ship toàn quốc nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình, máy này chạy rất là mát ha. Rồi chào anh em luôn.